chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục nói về một cái loại protein hấp thu siêu nhanh nữa. Thì trên thị trường bây giờ nó có rất là nhiều cái loại protein hấp thu siêu nhanh nha mấy bạn. Thì từ từ mình cũng sẽ làm đến những cái vlog đó. Nhưng mà hôm nay mình sẽ nói đến cái thằng này. Đây mấy bạn, dân trong nghề chắc cũng đã biết về cái loại protein này là cái gì rồi. Thì những bạn nào đã biết rồi thì thôi, mình sẽ chia sẻ lại với những bạn chưa biết. Thì cái này nó là ISO 100. Đây, ISO 100. ISO 100 có nghĩa là sao? ISO là isolate, 100 là 100% isolate. Phía dưới nó có thêm dòng chữ hydrolyte nó đây các bạn. Mình sẽ đánh giá sơ cái bao bì của nó. Thì những năm trước thì cái bao bì của nó không phải cái màu này nha mấy bạn. Hồi xưa thì cái bao bì của nó là màu đen. Nhưng mà không hiểu cái lý do vì sao mà nó tạm ngưng hàng một thời gian, rồi thời gian sau nó xuất hiện lại và nó ra cái dạng bao bì như thế này. Cái màu là màu xanh, màu trắng xanh. Thì bây giờ khi mà mình nhìn cái bao bì thì mình không thể lộn được do với cái hàng thực phẩm bổ sung với cái hàng protein nào á. Thì cái hàng ISO 100 nó là cái màu này, chỉ có nó là có màu này thôi. Thì bây giờ mình sẽ nói đến những cái con số này. Thì cái bao bì là nó liệt kê tất cả những cái gì ở trong cái protein này, nó sẽ liệt kê ra hết rồi này. Nó rất là rõ ràng các bạn. Cái loại ISO này của hãng Dammathai nó rất là rõ ràng, không có mập mờ như những thằng khác. Tất cả nó đều đưa ra ngoài hết. Đây các bạn, 25g protein, 5,5g EC2 và 2,7g lysine. Còn ở dưới này là 71 serving. Các bạn thấy không? 71 serving. Và ở dưới nó có để thêm cái dòng chữ đây là không có chất cấm và không có gluten. Đó, là những cái này nó cũng có. Còn cái này là cái vị của nó, cái này là vị sô-cô-la. Thì một tí đó mình sẽ chia sẻ về cái vị của nó. Đây cái logo của Dammathai các bạn. Nhìn rất là khác biệt, không có giống thằng nào hết. Nhìn là biết của hãng Dammathai liền. Cái bao bì nhìn rất là tinh tế nha các bạn. Nhìn cái bao bì rất là đẹp. Nay nó thay đổi cái mẫu mã bao bì là mình thấy mình rất là thích. Mua cái hộp ISO mà sắp về là thấy cái bao bì là thấy chất lượng rồi đó. Ở đây nó cũng có những cái tem mã xác thực, tem chống hàng giả đây các bạn. Và bên đây thì nó có thêm một cái tem của nhà nhập khẩu nữa nè. Mất sữa, cái này nhà nhập khẩu là mất sữa. Đây, ở trên đây thì nó có ghi cái thành phần, cấu tạo, khối lượng ổn định, hướng dẫn sử dụng. Đây là những cái căn bản mà nó hướng dẫn cho mình thôi. Địa chỉ của nhà nhập khẩu nữa. Thì cái này cái khối lượng của nó là 2,3 nha các bạn, 71 liều 2,3, rất là nặng. Bây giờ mình sẽ nói đến cái label của nó. Nó có cái gì? Một muỗng là 32g. Đây, một muỗng nó tới 32g. Trong đó nó có 25g đầu tiên, thì còn 7g kia là cái gì? Là những cái nãy mình mới nói nha mấy bạn. Nó có những cái chất linh tinh ở trong đó. Thì thằng nào cũng vậy thôi. Chứ nó không có được cái kiểu mà 100% isolate, mà nó lại 32g mà 32g rồi, không có chuyện đó xảy ra. Nó phải có những cái chất khác đi kèm nữa. Thì những cái chất đó đều có tác dụng riêng rồi. Nó đều không có hại hết, nhưng mà nó có tác dụng riêng rồi. Cái này calo của nó là 120 calo. Tổng tác là 0,5g.
cholesterol 10 mg, sodium 160 mg, potassium 220 mg, tổng carbon hydrate là 2 g, chất xơ nó dưới 1 g. Thì cái thằng này nó là protein pyrrolite isolate, cho nên cái chất xơ mà nó chỉ có nhiêu đó thôi các bạn, nó rất là ít, nó không như những cái loại protein hoàn chỉnh. Protein hoàn chỉnh thì chất xơ nó rất là cao. Mà chất xơ là để làm cái gì? Chất xơ là để chống lại ung thư đó các bạn. Nhưng mình đang uống mà có chất xơ thì nó chống lại những cái bệnh đang đi. Trong tự nhiên cũng rất là nhiều chất xơ nha mấy bạn, nhưng mà ăn cơm, ăn rau rất là nhiều xơ, mình có thể bổ sung vào thức ăn tự nhiên. Đường thì nó có 1 g, protein 25 g, rồi cái này nó để thêm mình cũng không cần tìm hiểu, chủ yếu mình nhìn mấy cái dòng trên này nha mấy bạn. Thì cái này nó cũng là công thức sản xuất cũng là CMM, tất cả đều là CMM. Bây giờ em mà chen nó đã hầu như là nó đã ngưng rồi, cái công thức sản xuất nó quá lạc hậu, nó quá cũ rồi. Bây giờ mà xài cái công thức đó thì sẽ không thể cạnh tranh được với là những cái công thức sản xuất mới, hàng sản xuất ra chắc chắn là sẽ khó mà tiêu thụ. Bây giờ chỉ cái người tiêu dùng thông minh là bây giờ người ta chỉ sử dụng những cái sản phẩm mà xài những cái công thức tiên tiến để mà nó giữ lại hầu hết những cái thành phần đầu tiên nằm ở trong đó. Còn ai mà chen nó thì nó xài bằng nhiệt độ để nó phân tách protein thì cái đó nó không có tốt. Những cái đó thì mình cũng đã nói ở những cái video trước rồi nha mấy bạn, mình chỉ nhắc sơ sơ lại thôi. Còn bên đây thì nó có để có một số cái thông số ở trên đây nè mấy bạn. Đây. Ở bên trên thì nó có một cái chứng nhận. Cái này là cái chứng nhận về cái độ tết tao nói nha các bạn, cái độ tin cậy của nó. Khi mà cái sản phẩm nào mà các bạn nhìn thấy nó có cái chứng nhận nhỏ nhỏ trên đây nè, một cái thanh này, là chứng tỏ cái sản phẩm đó nó có cái độ tin cậy cao, thì mình mua mình sẽ yên tâm lắm. Cái này là cái chứng nhận của nó. Cái này nó cũng có chứng nhận GMP nữa nha các bạn, tất cả đều có chứng nhận. Thằng này nó đoạt được nhiều cái giải chứng nhận ở trên thế giới lắm, tại vì hàng nó cái này nó đỉnh rồi, nó là quá đỉnh rồi. Còn những cái này để mình coi, 25 g rồ, 100 calo, bên kia cũng để rồi, 2 g cáp, 0.5 tháp, 1 g đường. Cái này nó có đường đó nha mấy bạn, đường nó có 1 g. Thì cái này mà so với lại cái thằng quay titan nó thì quay titan nó nhỉnh hơn tí, tại vì thằng kia nó không có đường, không có phát, toàn bộ nó không có cái gì hết, mà cái này nó cũng có phát là 0.5 g, đường nó tới 1 g. Thì sau này mình sẽ làm những cái video mà so sánh giữa những cái protein này với cái protein khác để cho các bạn có những cái sự lựa chọn giữa cái sản phẩm đó. Thì nó hơn nha, chút đỉnh thì không có vấn đề gì, nó cũng vẫn là hàng rất là tốt. Những con số nhỏ nhỏ này thì nó cũng không nói lên điều gì hết các bạn. Ở bên đây nó có một cái hình logo lá cờ của Mỹ, sản xuất ở bên nước Mỹ nè mấy bạn. Đây là hàng của Mỹ, nhập khẩu từ hãng Hoa Kỳ nha mấy bạn, không có hàng linh tinh á. Còn ở đây thì nó có mở mặt, ai muốn kiểm tra mã vạch của Mỹ mà làm biết được cái số mã vạch đó thì có thể kiểm tra ở đây, đây mã vạch cho nó nha mấy bạn. Cái mùi của nó chocolate thì nó có hình như vậy đó, hình của chocolate này. Thì cái thằng ISO 100 này nó có rất là nhiều vị, nào là chocolate nè, mùi dâu, mùi chuối, mùi cam, rất là nhiều mùi, thì mùi nào uống cũng ngon hết. Đây nó có thêm cái hình bảy, giống như bảy sắc cầu vồng. Đây nó làm cái bao bì nhìn rất là bắt mắt, rất là tinh tế luôn. Nhìn cái bao bì là thấy đắt giá rồi. Thì cái này cái giá tiền nó lúc trước là 2.2 triệu một hộp, 2.2 triệu đồng Việt Nam hôm nay nhớ mà. Nhưng mà bây giờ giá đã xuống,
bây giờ cái giá của nó là 1,9 triệu. Tại sao nó lại xuống như vậy? Thì nó phải xuống để nó cạnh tranh với những cái thằng sinh sau đẻ muộn sau này, những cái thằng mà mới ra sau này, cái chất lượng của nó tốt hơn mà giá của nó lại rẻ hơn nữa. Thì tại sao nó lại không xuống giá để mà nó cạnh tranh với lại những thằng đó? Nếu mà nó không xuống giá thì nó sẽ bị ngao liền. Vì cái thị trường Việt Nam của mình, nói về những cái thằng không có xung này cũng phát triển rất là mạnh, rất là nhiều người sử dụng, mà nó mà không xuống giá thì coi như là nó sẽ về nước, cho nên nó cũng phải xuống giá. Nó cũng ngang ngang giá những thằng kia nha các bạn, giá cũng có hơn, cũng vài chục chút đỉnh nè, nhưng mà nó ngang ngang không à, không có đáng kể. Thì cái này là cái vị sô cô la uống rất là thơm, ngon, dễ uống. Cái này pha cũng dễ pha lắm nha các bạn. Thường thường quay thì mấy bạn quay Hero Light thì mấy bạn chỉ cần lắc nhẹ thôi là nó cũng đủ tan rồi, nó không cần phải lắc như những cái thằng lúc trước mình có nói về casein đó. Casein nó khó lắc hơn, nó khó tan hơn, cái thằng này nó dễ tan hơn. Tiếp theo mình xin chia sẻ, đây mình có nói thêm cho mấy bạn về cái đáp mã lót và đáp nằm ở dưới đáy này nhớ rồi. Đây những cái loại mà đóng gói mà dạng hũ như vậy thì mình rất là dễ tìm đáp cho nó, khi mình đi mua mình dễ tìm lắm. Bạn nào tinh tế thì mình tìm cái đáp mình xem để mà mua, mình không bị lầm đáp, mua hàng mới, hàng chất lượng. Thì những cái thằng mà dạng hũ như vậy thì đáp lúc nào cũng nằm dưới đáy nè. Còn mấy bạn mà mua cái dạng bịch á thì cái đáp nó hơi khó tìm tí, thì nhiều khi nó in trên hoặc là dưới bịch, mình tìm hơi cực. Còn cái này nó làm ở đây là mình rất là dễ tìm. Còn nói về cái nhu cầu sử dụng thì quay như online quay hay solar thì nó cũng chỉ có cái nhu cầu sử dụng nó cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi, ba thời điểm. Những lúc trước mình cũng đã nói rồi, sau khi ngủ dậy, buổi sáng, trước lúc tập và sau lúc tập. Thì bạn nào mà điều kiện kinh tế mà khá khá thì mình có thể uống luôn qua thời điểm đó. Còn bạn nào mà điều kiện kinh tế của mình nó không có được thoải mái thì mình có thể uống sau lúc tập thôi. Tại vì cái lúc đó là cái lúc quan trọng nhất, mình uống sau tập để cho cái cơ bắp của mình nó được phục hồi nha mấy bạn. Tại lúc mấy bạn đi tập về thì cơ bắp lúc đó nó đã rời hết rồi. Lúc mà bạn đi tập về cái tâm trạng của bạn là điều đầu tiên khi mà nghĩ đến đó là đi về uống quay đó. Ngay cả cái bản thân mình nó cũng nó hối thúc mình phải về nó uống liền, uống gấp cái thằng quay đó, thì cái nhu cầu của cơ thể là cái đầu tiên nó phải được nạp liền như vậy để nó cấp cứu cơ lúc đó. Còn bạn nào mà có điều kiện hơn tí thì mình có thể uống buổi sáng, thì cái buổi sáng nó sẽ quan trọng, kế đến là cái buổi sáng nó quan trọng, nó cũng khá là quan trọng. Tại vì nếu mà bạn nào mà buổi tối mà không uống casein thì cái buổi sáng hôm sau của mình là đã thiếu hụt protein rồi, là cái chắc rồi, thiếu trầm trọng luôn. Thì mình phải nạp, lúc đó mình phải nạp cái lượng protein vô để mà cho nó cấp cứu cơ của mình, rồi sau đó các bạn vẫn phải ăn sáng bình thường chứ không phải là uống vô xong rồi thì thôi. Kể từ trưa không ăn cơm như vậy sẽ rất là không tốt, cũng có là cơ thể thiếu chất luôn. Còn bạn nào mà dư giả nữa thì uống trước uống tập. Tại vì mình ví dụ như các bạn đi làm về lúc 5 giờ, các bạn ra ca thì khoảng 7 giờ tập đi, thì trong cái khoảng thời gian khoảng 2 tiếng đó, các bạn ăn sẽ không kịp. Ăn vô là cái bụng lình xình rất là khó tập. Mà ăn ít, có nhiều bạn nói tôi ăn ít, bạn ăn ít là bạn ăn cái gì nữa. Mình ví dụ như bạn ăn một bánh mì đi, thì nó có bao nhiêu chất ở trong đó đâu. Hoặc là ăn một tô phở đi, thì chất mà những cái chất tốt mình thấy, nhưng mà mình chỉ thấy nào là chất béo rất là nhiều. Mình ăn vô những cái đó nó không có tác dụng gì trong lúc mình tập hết. Nếu mình có lò tiên thì mình nạp vô, thì lúc đó khoảng nửa tiếng sau mình đi tập thì cái lượng insulin của mình nó được tăng lên, và cái khả năng tập luyện của mình nó sẽ cao hơn, nó tốt hơn, thì nó tiện lợi được chỗ đó. Còn bạn ăn vô, nếu mà bạn ăn bữa ăn bình thường thì ít nhất phải là 2 tiếng đồng hồ để cho nó hấp thu hết thức ăn, rồi bạn đi tập cái bụng bạn nó mới thoải mái được. Còn bạn đi tập liền, ăn ít mà đi tập liền thì bụng nó cũng bình sình, nó khó chịu lắm. Và
mình vô mình tập là cái bụng nó lình xình, mình tập nhiều khi bạn tập nặng quá là sẽ bị ói luôn, nó nặng lên cũng như vậy đó. Nếu bạn nào chưa bị thử thì đó là những cái chia sẻ mà mình nói với các bạn như vậy. Còn nếu bạn ăn gì cũng được, mình ăn cái thời gian mình cắt xa xa cái bữa tập ra thì không có vấn đề gì, đừng có ăn gần bữa tập quá, ăn xa ra để cho cái bụng nó tiêu hóa hết thức ăn đi rồi mình đi tập, mọi chuyện cũng rất là ok. Nhưng mà bạn cái điều kiện mà ăn uống cái này vô thì nó sẽ tốt hơn nữa. Nhớ là sau khi tập về là cũng uống cái này rồi nhưng mà cũng phải ăn bình thường nha mấy bạn, chứ không phải uống cái này vô rồi thôi bỏ ăn nha. Cái này nó chỉ có protein thôi, nó không có chất gì hết, vitamin rồi cáp chất xơ nó hoàn toàn không có, có nhưng mà rất là ít, nãy mình có đọc qua đó các bạn, xíu mà có 1 gram nửa gram mà không có đáng cả gì hết. Các bạn cần phải nạp nhiều lên cái lượng cáp, cái lượng chất xơ, vitamin phải nạp nhiều lên thì cái chất dinh dưỡng mà nó mới đủ để nuôi cho cơ thể mình. Tại vì mình nếu mà một cái người mà tập gym á thì cái lượng chất mình nạp vào cơ thể nó phải cao hơn người bình thường, mà mấy bạn đi tập mấy bạn ăn ít hơn thì coi như là còn thua mấy cái người bình thường đó. Cho nên cái đó là một số cái lưu ý mình muốn chia sẻ cho các bạn nha. Thì cái thông tin chi tiết cơ mà của mấy cái sản phẩm đó thì mình có để ở dưới cái website, mình để bên dưới video nha các bạn, có fanpage và Facebook, bạn nào có quan tâm thì mình có thể click vô cái đó. Còn bạn nào muốn đặt một sản phẩm thì có thể comment ở bên dưới là mình sẽ xem lại sau. Nếu video có hay thì các bạn có thể like và đăng ký kênh để ủng hộ cho cái kênh của mình nha các bạn, để cho mình tiếp tục có cái động lực cho mình làm những cái vlog tiếp theo. Mình cũng sẽ tiếp tục nói về những cái thằng này, cái nào hay thì mình sẽ nói với các bạn, sẽ chia sẻ. Còn mình cũng xin chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại.